Lượng khách quốc tế đến Ninh Bình bắt đầu tăng trưởng trở lại. Đây là tín hiệu tích cực với ngành du lịch, không chỉ khôi phục đà tăng trưởng bền vững mà còn khẳng định vị thế của một điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Sau khi du lịch Việt Nam mở cửa trở lại, rất nhiều du khách quốc tế đã lựa chọn Ninh Bình để bắt đầu cho kỳ nghỉ dưỡng trải nghiệm của mình bởi vẻ đẹp của thiên nhiên cùng những giá trị văn hóa lịch sử và các sản phẩm đa dạng hấp dẫn. Với những du khách người Pháp này đã có thời gian thật ý nghĩa ấn tượng tại vùng đất cố đô, mến khách, dù đây không phải là lần đầu họ đến thăm nơi này. Lần này quay lại nơi đây, tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cánh đồng lúa Tam Cốc đúng vào vụ thu hoạch. Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời cùng tinh thần yêu đời, vui tươi của con người trong lao động đã hòa quyện tạo thành một bức tranh thật cuốn hút mà hiếm nơi nào có được. Ngay sau khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại, ngành du lịch Ninh Bình đã chủ động phối hợp tổ chức chuỗi các hoạt động để kích cầu thị trường, thu hút khách như các lễ hội dân gian truyền thống, tuần du lịch Ninh Bình sắc vàng Tam Cốc Tràng An, SEA Games 31. Đồng thời ra mắt nhiều sản phẩm mới, giúp du khách có thêm sự lựa chọn cũng như gia tăng số ngày lưu trú. Nguồn nhân lực du lịch cũng được quan tâm đào tạo để nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách. Hiệp hội luôn luôn xây dựng kế hoạch. Thứ nhất là về cái chương trình kích cầu. Cái thứ hai nữa là tư vấn, hỗ trợ về cái công tác chỉnh trang lại cơ sở vật chất. Thứ ba nữa là cái tuyển dụng và đào tạo lại cái đội ngũ lao động để làm sao đó đáp ứng cái nhu cầu của khách du lịch trong những cái ngày, nhất là những ngày cuối tuần và ngày lễ. Từ đầu năm đến nay, Ninh Bình đón gần 1,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 11.000 khách quốc tế. Doanh thu ước đạt gần 854 tỷ đồng, bằng 154% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là sự khích lệ, cũng như nguồn động lực to lớn giúp các doanh nghiệp, người lao động có thêm niềm tin để phục hồi lại ngành kinh tế quan trọng này. Hiện nay chúng tôi đang triển khai tập trung hoàn thiện cái cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là các cái cơ sở hạ tầng ở tại các cái khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Ví dụ như Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc và khu Vân Long. Và gần đây đó là chúng tôi đang hoàn thiện, tập trung vào quy hoạch và phát triển khu Cây Gà thành khu du lịch quốc gia. Và cái điểm thứ hai là chúng tôi cùng với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp triển khai đầu tư phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, trong đó chú trọng khai thác các cái yếu tố văn hóa, các văn hóa lịch sử của vùng đất cố đô Hoa Lư, các giá trị lịch sử văn hóa của di sản thế giới Tràng An để nâng cao hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm dịch vụ, từ đó thì nâng cao cái chất lượng của sản phẩm dịch vụ của Ninh Bình. Để đạt được mục tiêu trong năm nay đón khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó có 100.000 lượt khách quốc tế, ngành du lịch đang tích cực quảng bá, xúc tiến, hợp tác với các thị trường trọng điểm, qua đó tạo cơ hội kết nối, bán sản phẩm dịch vụ, thu hút khách về với Ninh Bình.